Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài đặt YouTube cho máy tính. Để cài đặt YouTube cho máy tính thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn ba cách sau đây. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên. Cách đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ mở trên dịch Google Chrome hoặc là có cốc lên. Ở đây á, tôi sẽ mở trên dịch Google Chrome lên này. Các bạn chúng ta mở trên dịch gì cũng được nha, miễn là một trong hai trên dịch đó. Rồi tiếp theo tôi sẽ truy cập vào trang web là youtube.com. Rồi sau khi vào YouTube rồi, tiếp theo tôi sẽ chọn vào ba dấu chấm nằm phía trên bên góc bên phải này. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn vào, sau đó ở đây tôi sẽ rên chuột vào dòng là lưu và chia sẻ. Thì ở đây á, các bạn chúng ta sẽ thấy cái dòng là cài đặt YouTube. Bây giờ các bạn chúng ta sẽ chọn vào, thì lúc này á, nó sẽ xuất hiện một thông báo, nó hỏi là bạn có muốn cài đặt ứng dụng YouTube cho máy tính hay không. Ở đây á, tôi muốn thì tôi sẽ bấm vào cài đặt này. Đó, nó đã cài app YouTube thành công trên máy tính này. Rồi bây giờ tôi sẽ tắt cái app này đi. Đó, tắt trang web đi. Sau đó tôi sẽ ra màn hình desktop của máy tính để tôi kiểm tra. Thì lúc này á, tôi thấy một biểu tượng YouTube ở ngoài màn hình desktop của máy tính. Bây giờ mỗi lần tôi muốn là sử dụng YouTube á, thì tôi sẽ mở cái app này lên. Nó sẽ truy cập vào ứng dụng YouTube. Đó, rất là nhanh chóng nha. Đây là cách đầu tiên. Rồi tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai. Cách thứ hai á, các bạn chúng ta sẽ mở trên dịch Google Chrome lên này. Đó, sau đó các bạn truy cập vào YouTube này. Tiếp theo chọn vào ba dấu chấm này. Rồi chuột vào dòng là lưu và chia sẻ. Rồi ở đây á, các bạn chúng ta sẽ bấm vào tạo lỗi tắc này. Nó hỏi là bạn muốn tạo lỗi tắc cho YouTube hay không. Ở đây á, tôi bấm vào tạo này. Đó, như vậy là nó đã tạo lỗi tắc cho YouTube này. Đó, nó xuất hiện ứng dụng YouTube ở ngoài màn hình này. Bây giờ tôi mở nó lên này. Đó, nó cũng vào YouTube nha. Thì cách thứ hai này á, thay vì nó mở bằng app thì ở đây á, nó sẽ mở trên web lên. Đó, các bạn thấy không? Đây là cách thứ hai. Và cách thứ ba á, các bạn chúng ta sẽ làm như sau. Đối với cách thứ ba, các bạn có thể làm ở trên dịch gì cũng được nha. Chrome, Firefox hoặc là Chromebook cũng được nha. Đây tôi sẽ mở bằng Chrome này và YouTube này. Tiếp theo tôi sẽ quét chọn vào link YouTube này. Quét chọn vào, bấm phải chuột, chọn sao chép. Bây giờ tôi sẽ tắt trang web đi. Sau đó tôi sẽ ra màn hình, bấm phải chuột vào New, chọn vào Shortcut này. Dán đường link mà tôi vừa copy. Bấm phải chuột, chọn vào Paste này. Nét, ở đây tôi sẽ đặt tên là YouTube. Xong rồi, tôi chọn vào Fitney. Đó, đây là lối dẫn tắt này. Bây giờ tôi muốn mở lên thì tôi bấm vào, nó sẽ vào YouTube nha, cực nhanh luôn. Đó, như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách cài đặt YouTube cho máy tính. Để thấy video hay, hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn theo dõi.